tàu di chuyển từ Sài Gòn là lúc 9 giờ sáng và đến hôm nay bây giờ là 12 giờ 30, thì đoàn của mình đó thì tầm 26 người. Mình sẽ lên nghỉ ngơi ở khách sạn và tầm khoảng 3 giờ chiều mình sẽ ra chạy chương trình. Thì mình sẽ theo mình để chạy chương trình nhé. Mời đến thêm chỗ Tiger Crystal, một vị trí rất nhỏ bé. Mọi người đón xem nhé. Đó là mình tên là Nguyễn Chí Hùng, trợ lý của Xuân Lan. Mọi người cứ dùng bút Xuân Lan kiếm Nguyễn Chí Hùng ra nè. Được kiếm mai mình nhau ra là. Đây là mọi người đang ăn gì trước khi mọi người tập dượt chương trình. Thật sự là sáng giờ là mọi người đã tập dượt rất là nhiều, rất là mệt mỏi luôn mọi người. Nó là cái này là chỉ ăn sơ sơ thôi mọi người. Nãy giờ team mình là một người ăn nhẹ có mười mấy ly tàu hũ à. Với lại một hộp cái chiên, hộp một với lại mấy hộp bánh bột lọc, mấy ly sô cô ít xíu. Ăn ít mà ngon ăn mà từ lúc bả bán xong cái ăn không có dọn nữa hết. Rồi team mình ra mảo hầu hết. Hai team mình ăn. Không có đem đồ không, Nguyễn? Nhát gái hả? Lại đây. Ủa mà không mua cái cô làm đến sao khổ lắm, tụi con làm đam mê lắm, tiền bạc nhau. Mày khổ đó. Hey, fuck!
đến từ Barcelona đến Sơn. Ngày hôm qua là mình đã nói với mọi người hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi chương trình thật là lớn đúng không? Thì hôm qua là cả team đã có sự chuẩn bị rất là vất vả từ xế chiều cho tới tối khuya luôn. Thì bây giờ buổi sáng sớm thì mình đã phải ra diễn rồi, nhưng mà rất là vui, không hề mệt chút nào bởi vì mình sắp được gặp mấy bạn rồi. Mấy bạn hãy cùng đón chờ coi là mình sẽ làm gì ở Crystal Ray nha. Chương trình Crystal Ray thì đây là phòng riêng của dancer, chỉ riêng dancer thôi, 20 người. Ủa vì ca sĩ rồi sẽ ở bên phòng kế bên hả? Mình qua được không? Thì bây giờ mọi người đang chuẩn bị đến lúc 4 giờ mình sẽ bắt đầu biểu diễn. Hồi sáng mình đã biểu diễn lúc 10 giờ sáng rồi. Bây giờ thì để quay bên này nè. Thì chương trình có yêu cầu là sẽ che bớt cái phần hình xăm của bé dancer đi để nhìn lên hình cho... Đó là yêu cầu của chương trình. Cá nhân mình thì mình rất thích những hình xăm đó, nhưng mà phải vì chương trình thôi. Chương trình yêu cầu sau thì mình sẽ ráng cố gắng theo như vậy. Không, cái này thật sự không phải là lần đầu tiên, đây là lần thứ 3. Trước mình làm cho hai hãng khác thì mình xin phép là không nói ở đây. Thì hai lần trước là mình làm ở Nha Trang và quận 7 thì cũng đã vào những chương trình lớn như thế này rồi. Đối với mình thì không có gì gọi là bất ngờ hay là quá là hồi hộp với những chương trình lớn như thế này. Nhưng mà còn cái dàn dancer này thì hoàn toàn là các bạn lần đầu tiên tiếp xúc với một cái sân khấu lớn như thế này. Đối với cá nhân em, cảm xúc sao? Cảm xúc thực sự thì rất là hồi hộp, rất là nói chung là vừa hồi hộp nhưng mà vừa nôn nao để gặp dàn khán giả tối nay. Thì cảm thấy nói chung là không có gì ngoài là náo nức mong chờ hết trơn á. Là hồi sáng 10 giờ đã diễn, bây giờ vẫn hồi hộp? Dạ không, hồi sáng 10 giờ diễn rồi là giờ không có còn hồi hộp nữa, mà chỉ là náo nức mong chờ tới tối nay để quẩy cùng mọi người thôi. Rồi hỏi nha, về mệt không?
nói chung mà thì có mệt, nhưng mà hả, nghĩ tới việc là mình hả, được phục vụ khán giả, là mình là một trong những người được vinh dự đến tham dự chương trình này, thì chương trình rất là lớn luôn, nhưng mà mình là một trong những cái bé xíu được tham dự thì nghĩ là không còn mệt nữa. Tại vì mệt thì mệt, nhưng mà phải cố gắng để phục vụ mọi người, tại vì mình là người được ban tổ chức tin tưởng nên là không còn mệt nữa. Câu trả lời rất là hay và nghe rất là xúc động. Thì trang phục sao vừa y vậy, có lên thử không? Không có lên thử, nhưng mà không biết sao cái này chắc ba chú thích đem về luôn á. À, mọi người nhìn cái outfit của chương trình nha, thì tóc là của mình hả mọi người, hay là tóc là của mình nè đó. Cái này trang phục á, là chương trình chỉ đưa là áo quần và đôi giày thôi nha mọi người, còn là make up tóc là do bên mình tự chuẩn bị hết. Các bạn là rất có tâm với nghề luôn nha. Sẽ coi cái bộ trang phục đó và sẽ tìm cái like cho makeup và tóc để làm cho giống. Thì đấy là thành phẩm. Đang lướt thử một vòng đi, nhìn các cô dễ thương lắm. Rồi ok, sẽ đi hỏi tiếp nha. Sao cảm thấy sao? Chương trình hôm nay cảm thấy sao? Cảm xúc thế nào? Em thấy hài hợp, hồi hộp. Hồi sáng diễn chưa? Dạ rồi. Rồi mà vẫn hồi hộp. Dạ. À, lần thứ mấy em đứng cho chương trình lớn như thế này? Lần đầu tiên đúng không? Hình như là nguyên vàng này là có ai đứng chương trình lớn này chưa? Chị Nú hả? Nú chương trình nào rồi? Chị Nú làm Hedy Cam rồi. Nú hát khúc này chắc. Thôi hãy khác nhau. Sao mình nói? Khúc đó là bíp 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 nè mọi người. Có nghĩa là có lẹo. Ba cái có sự kiện có ngồi, nhưng mà nha, và chương trình đó là lớn nhất, hình như chị có đi đúng không? Có. Còn một chương trình nào nữa không? Cũng như vậy, hình như cũng lớn lắm á. Có, nói chung là diễn nhiều mà. Diễn nhiều hả? Vậy hôm nay chắc là không có gì để hồi hộp đúng không? Không. À, hồi hộp chứ. Hồi hộp. Tại nó hồi hộp, mình diễn nhiều rồi, có gì đâu hồi hộp. Nhưng mà cái cảm giác vẫn như ngày đầu vậy đó, giống như là lần đầu tiên về gặp mẹ chồng vậy á. Vẫn vậy á, nhìn thấy cũng như là rất là nhiều mẹ chồng của mình vậy đó nhớ. Rồi hồi hộp, nhưng mà diễn là nhớ bài không? Nhớ đường dây không? À, nhớ không, luôn. Không, nhớ không à. Nghe em tự nói là không nhớ đường dây. Nhớ. Nhớ. Đã hôm qua là hơi mệt ha mẹ. Hôm nay là năng lượng tràn trề sẽ nhớ. Nói thật là thường á là mọi người chạy nha. Mọi người sẽ mệt cái khúc mà chạy nè, rồi hồi hộp cái khúc mà lúc đầu biểu diễn, nhưng mà cái lúc mà cái giờ gờ mà cao điểm á, thường mà rất là nhiều khán giả á, thì nói thật là cái cảm giác đó nó thường nó bay mất luôn, rất là sung. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình đã từng đi những chương trình lớn như thế này, là mình mong là Basketball Dancer sẽ có cơ hội nhiều hơn để làm với tất cả những chương trình lớn tương đương như thế và lớn hơn nữa, mong là sẽ có cơ hội. Thank you.
xứng đáng nhận được một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Cho tôi một tràng tay lớn hơn nữa đi đâu. Crystal Ray. Tôi là MC Anh. Ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành với tất cả các bạn. Và ngay bây giờ để sẵn sàng cho Tiger Crystal Ray. Thank you.